Tòa án Pakistan gia hạn cho cựu Tổng thống Pervez Musharraf được tại ngoại hầu tra, tin từ Islamabad. Một tòa án Pakistan ngày hôm nay gia hạn cho cựu Tổng thống Pervez Musharraf được tại ngoại hầu tra là người phải đối mặt với các cáo buộc phản quốc. Ông Musharraf đích thân xuất hiện trước tòa án tối cao Islamabad để tìm kiếm phán quyết chấp thuận cho ông được đóng tiền bảo lãnh. Tòa án đồng ý gia hạn cho ông được tại ngoại đến 18 tháng 4 và yêu cầu ông nộp trái phiếu an ninh trị giá là 500.000 rupee, tương đương là 5.088 Mỹ kim. Cựu tổng chỉ huy quân đội Pakistan về nước vào tháng trước sau gần 4 năm sống lưu vong để tham gia cuộc bầu cử đầy tranh cãi vào ngày 11 tháng 5 tới đây, bất chấp khả năng có thể bị bắt vì nhiều tội danh khác nhau cũng như là lời đe dọa bắn chết của phe Taliban. An ninh được thắt chặt phía trước và chung quanh tòa án trước khi một chiếc xe đưa ông Musharraf tới tòa án. Hàng chục người ủng hộ ông Musharraf có mặt bên ngoài tòa án hô vang những khẩu hiệu ủng hộ ông. Cựu Tổng thống Musharraf là một đồng minh của Hoa Kỳ trong chiến dịch chống lại phiến quân Hồi giáo, cũng đã phải đối mặt với tội không cung cấp an ninh đầy đủ để cựu Thủ tướng Banazir Bhutto bị ám sát vào cuối năm 2007.